棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。答派面膜，无脑。将军，酒店是，够扎针去的。肯定下这里。khoan đã, để tôi xem lại. 等一下，等一下。tôi sẽ đi đến bước này thế nào? tôi thắng rồi nhá. 我下这里。怎么样？那nếu cậu thua lần này thì sao? 要是你这次又输了呢？不可能。không thể. nếu ta thua một lần nữa, tao sẽ ăn tất cả mọi thứ trên bàn. 将军。chiếu tướng. 我怎么就没？tại sao tao không nghĩ về nước đó nhỉ? la 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 la. cái bánh của tớ. thật đáng tiếc, nhưng ta đã tìm ra một lối thoát. Cậu đúng là một con mèo không biết xấu hổ. Tớ là một con hổ, không phải mèo. Các cháu lại làm hỏng cái gì nữa rồi? Mấy đứa đang làm gì? Đứa nào tạo ra một tiếng nổ lớn? Tiến sĩ lại thất bại trong thử nghiệm của mình phải không? Mau bật TV lên. Khẩn cấp, tôi đang ở quận Asop. Lúc 9 giờ sáng, tất cả Asop District và Green District đều bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ dây chuyền. Cảnh sát đã được gọi ra, nhưng không có thêm thông tin gì. Lại có một vụ nổ ở đó nữa. Chuyện gì vậy? Đó có phải là một cuộc tấn công khủng bố? Không thể nào là một cuộc tấn công khủng bố được. Nó có thể là chương trình pháo hoa. Điều đó không thể, chắc chắn là nổ bóng ngô. Không thể. Đủ rồi mọi người. Tớ hiểu rồi. Chắc chắn là ai đó đang quay một bộ phim. Phoebe, cháu có thêm thông tin gì không? Bằng cách phân tích sóng âm, bức xạ của Hydro Center và sự biến động của không khí, nó phải là vụ nổ định vị. Vụ nổ định vị? Nhưng ai làm điều này? Cháu không chắc lắm, nhưng có một điều kỳ lạ. Vụ nổ không phải chất nổ có thể tìm thấy trong hành tinh cổ tích. Nếu như vậy thì đây có thể là... người ngoài hành tinh. Chưa thể khẳng định được. Tớ cần lấy mẫu chất nổ tại đó để tìm hiểu thêm. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu tiến hành luôn để tránh trường hợp nhiều người vô tội có thể bị thương. Các vụ nổ nằm rải rác. Các cháu có thể chia thành hai đội, Gigi Bond và Woody, hai cháu chịu trách nhiệm cho quận Green. Phoebe và Lin, hai cháu chịu trách nhiệm cho quận Asop. Hãy nhớ cung cấp dữ liệu mà các cháu thu thập qua Superstar Watch để ta có thể theo dõi hắn. Vâng ạ. Quá nhiều, hắn ta không thể được tha thứ. Gigi Bond sao vậy? Ta không biết. Tên kia, trả bánh lại cho ta. Đằng kia. Các ông nói rằng quận Green là nơi an toàn nhất trong hành tinh cổ tích. Nhưng mà nhìn bây giờ xem, chúng tôi cần một lời giải thích. Chúng tôi... tôi cần một lời giải thích. Một lời giải thích. Một lời giải thích. Cháu có một túi nhựa ở đây, cô có thể dùng nó. Gigi Bond, cô ấy không cần mấy cái túi này. Ngươi có bị điên không? Tớ nghĩ là cô ấy không có ý đó thật. Các cháu là ai? Tại sao lại ở đây? Cháu là Gigi Bond, với cả sự khôn ngoan và can đảm. Cháu là Woody, nổi tiếng với khả năng của tai hơn là nhìn. Chúng cháu là đại diện Song Ka. Chúng cháu đang ở đây để tìm hiểu về vụ nổ. Chúng cháu muốn thu thập manh mối trong cửa hàng của cô. Hy vọng rằng cô có thể giúp ạ.
Giúp cháu à. Không vấn đề gì khi hai đứa vào trong để điều tra. Nhưng trước tiên hãy dọn dẹp cho ta. Đợi đã. Không còn điều gì khác đâu. Chúng ta nên làm gì? Còn lựa chọn nào khác không? Mau làm thôi. Bắt được cậu rồi. Ôi thật là kinh quá. Những viên ruby này thiếu thuốc súng. Chúng không thể nào là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Có lẽ vụ nổ làm cho bức tường đổ nát. Hóa ra chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ. Tớ là đội trưởng của đội điều tra vụ nổ. Đội trưởng của đội điều tra vụ nổ. Chính xác. Tớ ở đây để tìm hiểu về vụ nổ. Lin, cậu ấy không phải là người ngoài hành tinh. Các cậu tin ý đó. Cậu là ai? Gọi tớ là Asop, đội trưởng của đội điều tra vụ nổ. Đội trưởng. Thế các thành viên trong nhóm của cậu ở đâu? Tớ tự hoạt động một mình. Cậu tự gọi một mình là một đội ư? Các cậu đã đạt đủ điều kiện. Chào mừng đến với đội nhóm của tớ. Được, bắt đầu từ bây giờ, các bạn sẽ là thành viên trong nhóm của tớ. Các cậu đang vui lắm đúng không? Chúng tớ có những thứ quan trọng hơn để nghiên cứu. Chúng tớ không có thời gian để chơi trò thám tử với cậu. Tớ đang nghiêm túc tìm kiếm manh mối mà. Thế cậu đã có manh mối nào chưa? Sự sụp đổ là do các vụ nổ hàng loạt. Chúng ta phải đến hiện trường vụ nổ chính. Làm sao cậu có thể biết được vụ nổ xảy ra ở đâu? Không, tớ không biết. Từ từ đã. Tớ đã thu thập những manh mối quan trọng hơn. Những cây cối bị cháy, những viên gạch vỡ, sàn nứt và lợn chạy trốn. Ây da, đi và nói với các thành viên mới trong đội đi. Tớ đã thấy một quả trứng phát ra từ hiện trường. Một quả trứng phát ra từ vụ nổ. Đúng. Ngôi nhà sụp đổ nhưng quả trứng vẫn còn nguyên vẹn. Không thấy lạ lắm sao? Đội trưởng, hãy dẫn bọn tớ đi tới chỗ quả trứng đi. Chắc chắn. Nhưng quả trứng ngon như thế nào? Mệt quá mà. Bây giờ thì đi lau sàn đi. Chúng ta hãy chia ra và hành động một cách riêng biệt. Một người giả vờ dọn dẹp ngôi nhà và người kia đang bí mật tìm manh mối. Ý tưởng hay. Vậy thì cậu sẽ dọn dẹp nhà còn tớ đi tìm manh mối. Ê, tớ đã nghĩ ra ý tưởng. Làm sao mà tớ phải dọn dẹp? Cháu đã mất bao lâu nữa để gửi lại kết quả đây? Không phải vậy đâu ạ. Cháu không lãng phí thời gian đâu. Cháu chỉ là... Cậu là ai? Xin chào. Cậu là người ngoài hành tinh. Cậu đến từ đâu? Bạn có thể giúp tôi không? Cậu không thấy mọi thứ ở đây đều hỗn loạn à? Tớ cũng muốn nhờ giúp đỡ. Cậu cần bận tới giúp đỡ điều gì vậy? Đi và thu thập thêm manh mối. Cháu hiểu rồi.
Gigi Bon, khu vực nổ mới gần đó. Chúng ta phải nhanh lên. Tên đó chắc chắn ở quanh đây. Chúng ta không thể cho phép hắn trốn thoát lần này. Này, hai đứa đi đâu vậy? Có ai bị thương không? Cậu ổn chứ? Tớ ổn. Ở đây rất nguy hiểm, ra khỏi đây mau. Tên tội phạm đã chạy rất nhanh. Hắn ta chạy ngay lập tức sau khi gây ra vụ nổ. Chúng ta quay lại chỗ cũ thôi. Bạn tớ đang gặp rắc rối. Hãy giúp cậu ấy. Chúng tớ cũng đang gặp rắc rối. Cậu có thể gặp tiến sĩ Miho để được giúp đỡ. Hãy đến địa điểm này. Tiến sĩ Miho sẽ giúp cậu. Nhưng mà theo cách này, tớ không tìm thấy bất kỳ mảnh trứng nào. Asop, một đứa trẻ không nên bao giờ nói dối. Tớ không nói dối. Khi tớ đến đây sáng nay, tớ nghe một âm thanh nổ lớn. Tớ đã rất hoảng sợ, rồi tớ lao tới. Sau đó, cậu biết những gì tớ nhìn thấy rồi đấy. Tớ đã thấy một quả trứng khổng lồ. Quả trứng đó vượt qua tớ rồi nhảy ra. Tớ chưa từng thấy một quả trứng to như vậy trong suốt cuộc đời của mình. Đó có phải là trứng đa điểu không? Tớ nghĩ đó hẳn là một quả bóng đã bị thổi bay. Chúng ta đã tới được mục tiêu. Cảm ơn Asop. Này này, bạn sẽ không tìm trứng đúng không? Gigi Bon, vụ nổ hàng loạt xảy ra ở quận Asop một lần nữa. Chúng ta cần sao lưu. Cái gì? Phoebe, tại sao có một vụ nổ ở quận Asop? Chúng ta cần thu thập mẫu, nhưng chúng ta vẫn chưa gửi chúng cho tiến sĩ Miho để phát hiện. Để tớ quan sát xem sao. Thế nào rồi? Tớ nghĩ vụ nổ nhắm vào cửa hàng Anstore. Cái gì? Ai vậy? Cậu không thể đọc nó trên cửa à? Cửa hàng này đóng cửa ngày hôm nay. Ông có phải là tiến sĩ Miho? Và cậu là ai? Cuối cùng tôi tìm thấy ông rồi. Bạn của tôi đang gặp rắc rối. Xin hãy giúp tôi. Tiến sĩ Miho. Quả trứng chính là bom men. Woody, dừng lại. Kẻ xấu, hãy xem đây. Dừng lại. Tiến sĩ Miho, bác ổn chứ? Ta ổn. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Đợi đã, đừng lo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.